Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói tới một trong hai cái integral theorem hay là định lý tích phân mình dùng ở trong Maxwell equations. Hai cái trong bốn cái phương trình của Maxwell có hai cái dùng curl hay là xoăn của tư trường bằng mật độ của cái dòng điện cộng với lại đạo hàm của cái điện dịch chuyển so với thời gian. Và cái thứ nhì là cái xoăn của điện trường thì bằng dấu trừ của cái đạo hàm so với thời gian của cái điện thông. Cái chấm này là như tôi nói là đạo hàm. Thì cái Stokes theorem nó được dùng để cũng như là chứng minh ra là cái cách này viết là cái cách bằng giá trị với lại cái cách viết dùng cái tích phân. Cái dạng này là dạng tích phân, còn cái dạng này kêu là dạng di phân ha, differential format, còn cái này là integral format. Thì như đã nói, thí dụ như mình nói về Ampere's law, tức là luật của ông Ampere, có cái sự thay đổi của ông Maxwell trong đó. Luật của ông Ampere nói là nếu mà mình lấy cái mình có một dòng điện mà mình lấy cái tổng của những cái từ trường chung quanh cái dòng điện đó thì nó sẽ bằng tổng số của cái dòng điện đi qua cái mạch. Rồi thêm một cái phần này nữa là ông Maxwell hôm trước mình nói thêm vô cái này nói là nhưng mà phải có thêm cái thành phần và thay đổi theo thời gian của cái điện dịch chuyển ha. Thì cái đó là cái dạng kêu là dạng tích phân của Ampere's law. Một khi mà mình dùng cái Stokes theorem thì mình nói cái tích phân của cái từ trường đó qua một cái vòng tròn đó thì thiệt ra là bằng cái tích phân của cái curl hay là cái độ xoăn của cái từ trường đó đi qua cái mặt phẳng đó. Thì một khi mà mình đã hiểu được cái Stokes theorem, cái định lý Stokes, thì mình sẽ nói cái này bằng cái này. Có nghĩa là cái này bằng cái này. Mà bởi vì cái diện tích DA và cái dòng, cái mặt S là giống nhau, thành ra mình có thể giảm nó tới một cái điểm tối thiểu. Cái điểm tối thiểu đó có thể là một cái điểm. Thì cái điểm đó nói là cái độ xoăn của H thì bằng với lại J cộng với lại derivative of D. Thì cái đó là cái mục đích để mà mình áp dụng cái định lý Stokes để mà mình viết lại, thay vì cái dạng tích phân, mình viết lại cái dạng vi phân lại này. Tương tự, nếu mà bạn dùng Stokes theorem là bạn áp dụng vô trong cái luật Faraday thì bạn sẽ được cái thứ nhì cũng một cách rất là tương tự. Thì bây giờ để giải thích tại sao cái Stokes theorem hay là cái định lý Stokes nó có nghĩa như vậy thì mình tạm thời mình chỉ nói về một trục thôi, trục Z, tức là thay vì nói X, trục X hay là trục Y, mình nói về trục Z. Thành ra nói về một cái mặt phẳng, một cái diện tích nào đó, diện tích S, nếu mình nói về diện tích S ở trong mặt phẳng X, Y. Khi mà mình tổng quát cái này ra đó, thì mình cũng sẽ làm cho cái trục X với là trục Y, nhưng mà hiện tại bây giờ mình không muốn phức tạp vấn đề, thành ra mình chỉ nói mình chỉ muốn coi cái độ xoăn của cái này với lại mình giả sử là cái đường mà mình lấy cái tích phân đó, hai cái nó đều hoàn toàn lệ thuộc vào cái trục Z, có nghĩa là cái đường C này ở trong mặt phẳng XY, còn cái trục Z là thẳng góc hay là trực tuyến với lại cái mặt phẳng XY. Thì cái thành phần X, Y của cái độ xoăn của Y mình không kể, là tại vì
ở trong này khi mà bởi vì cái định nghĩa của cái vector mà nhân đó, cái này nhân với lại cái này nó bằng không. Bởi vì cái này là nhân chấm chứ không phải là nhân chữ thập. Tại là mình chỉ lo cái độ cái thành phần z của cái độ sum của y. Thì cái này là cái viết theo cái định nghĩa của cái xoăn, bỏ chữ da ra, thì cái này cái thành phần z của cái xoăn của y viết là như vậy. Thì bây giờ mình nhân cho cái diện tích nhỏ, thì giả sử như cái diện tích nhỏ nó là một bề là dx, một bề là dy, thì cái đó là như vậy. Thì tôi sẽ chứng minh cái phần này nó giống y như phần này ha. Tại sao mình muốn chứng minh cái phần này nó giống y như phần này? Nếu mà mình thay vì mình hiểu cái sự nhân này đó có lẽ là nó hơi trừu tượng, thì mình dùng cái cách này để mình nói thay vì mình nhân cái này mà mình không hiểu nó làm sao, thì mình dùng mình viết nó với một cái dạng khác. Cái dạng này nó nói là mình cái kết quả của cái nhân này, cái độ ra cái kết quả này là vô hướng ha, nó không phải là một vector, thì bằng tổng số đó là số hợp chứ không phải là không có vector trong này, của độ nhân của bốn bốn cái vector nhân nhau, y1 nhân cho ds1, y2 nhân ds2 and so on. Thì có nghĩa là mình nhân y1 cho ds1, ds2, ds3, ds4 ha. Thì nếu mà mình viết như vậy thì một lát nữa khi mà mình giải thích cái tích phân ở trong cái diện tích đó, mình sẽ thấy những cái cạnh kế nhau của hai cái cell, tức là hai cái ô vuông kế nhau, mình sẽ thấy nó bị triệt tiêu nhau. Thì từ đó mình sẽ nói là tất cả những cái cạnh ở trong cái mặt phẳng S đó, cái diện tích S đó, sẽ bị triệt tiêu, và chỉ có những cái còn lại là những cái nằm ở ngoài rìa. Mà những cái nằm ở ngoài rìa đó thì cộng lại đó thì là đúng là mình cộng tất cả những cái thành phần của y nhân cho ds ở ngoài rìa. Thì bây giờ nếu mà mình đồng ý cái này là bằng cái này, thì mình đã hiểu cái như thế nào cái Stokes, cái định lý Stokes nó làm việc. Thì cái này thì cũng đơn giản thôi, mình đã nói hồi kỳ rồi. DS1 là vector hướng này, DS2 là vector hướng này, DS3, DS4. Thì khi mà mình nhân cái này cho cái này, nhân vector không phải, xin lỗi, không phải nhân vector, nhân chấm, thì mình chỉ lo có cái thành phần mà song song với nó thôi. Những cái thành phần mà vuông góc với nó, bởi vì nhớ là mình nhân có cái thành yếu tố là cosine của cái góc alpha, thì khi mà nó vuông góc thì cosine thành không, thành ra mình những cái thành phần mà vuông góc cho nó mình bỏ ra. Thì cái thứ nhất là dx là đây, thì cái trị giá của y tại đó thấy gọi là ex. Cái thứ nhì là ds3, nhưng mà ds3 nó đi ngược chiều với lại cái ds1, thành ra nó là hiện đã đó là minus dx. Rồi tại sao có cái sự khác biệt giữa ex ở đây với ex đây? Thì ex ở đây nó lên đây thì nó có một cái độ thay đổi, cái độ thay đổi của nó nhân cho đây, cái này, cái độ thay đổi của nó là độ thay đổi theo hướng y mà nhân cho cái bao nhiêu thay đổi đó, tức là cái dy ha, thì cái đó nhân cho minus dx. Rồi cùng một cái lý luận bạn sẽ viết lại và bạn sẽ thấy cái y2 nhân ds2 y4 ds4 là nó sẽ tương tự như vậy. Khi mà bạn cộng tất cả những cái này, cái thành phần này nó triệt tiêu với thành phần này, và thành phần này nó triệt tiêu với thành phần này, thì nó còn lại như vậy. Thì nó cái này giống y chang như cái này, có nghĩa là bạn có thể suy luận rằng thay vì mình dùng cái vector này mình nhân cái này, thì mình có thể dùng cái vector y đó mình nhân cho cái đoạn này, rồi bắt cái vector y nữa nhân cho cái này, cái này, cái này. Là một khi mà mình đã có cái đó là cái luật của mình, thì khi mà mình để hai cái dùng DA này kế bên thì hai cái cạnh nó sẽ triệt tiêu, bởi vì cùng một cái trị giá của
cái lượng y, nhưng mà một đường đó, một cho một cái lượng đó, một cái dia thứ nhất nó sẽ đi một hướng, cái lượng dia thứ nhì bởi vì nó đi nó ở cái bên thì nó ngược chiều, nó cũng là cái chiều này, tức là nó ngược chiều với cái này, thành ra hai cái ở trong này nó triệt tiêu, tức là tất cả những cái trong là triệt tiêu, thành ra mình chỉ còn cái ở ngoài. Rồi nói tóm lại, mình đã share, tức là mình đã phơi trình bày cho bạn tại sao cái Stokes theorem nó có lý như vậy. Nếu mà mình nói bây giờ cái mặt phẳng này nó không phải là mặt phẳng nữa mà nó là một cái mặt hơi cong cong, hay nó cong rất nhiều, hay là nó cong lên cong xuống, thì cũng cùng một nguyên tắc ha. Thí dụ như mình có một cái hình vuông ở đây, ở cái hình vuông kia nó không cùng đúng cái mặt phẳng, nó hơi xéo xuống như này, mà nó cũng cùng một cái, nó cũng hai cái nó cũng cùng có cùng một cái cạnh với nhau, thì cái cạnh đó nó cũng là nó triệt tiêu với nhau. Thành ra dầu bạn uống cái này, cái mặt S này bất cứ hình dáng nào đi nữa, tất cả những cạnh ở phía trong nó đều triệt tiêu nhau, chỉ còn lại cái dòng ở ngoài. Rồi như vậy là mình tới đây mình đã nói về cái định lý Stokes và tại sao mà mình suy nghĩ là thiếu, mà mình lấy cái độ xoăn, tích phân của độ xoăn ở trong cái diện tích thì nó cũng như là bằng cái tích phân của cái vector đó ở đi đâm một cái dòng mà định nghĩa cái diện tích đó. Một lần chút nữa mình sẽ nói tới cái định lý thứ nhì là cái định lý kêu là định lý phát tán, thì cái là cái định lý thứ nhì của cái những cái định lý tích phân. Cảm ơn bạn.